Vâng, và để tiếp tục chương trình, Thanh Trường sẽ gửi tặng tiếp tất cả quý vị một bài hát nữa, một sáng tác của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Dàn nhạc quay xuống son đi. Đài. Kính gửi tặng tất cả quý vị một bài hát của soạn giả Ngô Hồng Khanh, rất nổi tiếng được mang tên Cùng Đàn Với. Và bài hát này Thanh Trường sẽ cùng hát với Á Quân, chuyên gia giọng cổ. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe giọng hát của nữ nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền cùng với Thanh Trường. Dàn tiếng nhạc đàn rừng bên suối reo. Xuân vui khắp trên buồn làng, mùa xuân vui khắp trên buồn làng. Ôi đã bao năm rừng thương nơi nhớ, tiếng nhạc đàn trưng dòi theo ta đó mà bóng người đi dời dời mấy phương. Từng giọt mồ hôi của mẹ nắng trên nương rầy cho mỗi chuyến hàng em bước đi nhanh thêm khi ánh nắng chiều về soi bóng ngã kiên nghiêng. Đàn ơi hãy reo lên bài ca mái nhà rong hết vắng bóng những chàng trai, men rượu cần chưa đã ngà say, ăn mây chiều hết bâng khuâng cùng ngày thương nhau. Tiếng nhạc đàn trưng là tiếng lòng cho mắt ai.
bình minh trôi chàng chim rừng hót vang trên cây cơ đia. Mai sau trong khúc khải hoàng cà qua mấy cung mũi tên thần ta dương đã bay xa. Ta múa ta ca ta mừng ta đón đón mặt trời lên ta uống nước nghe chung buồn. Dàn tiếng nhạc đàn rừng bên suối rè xuân vui khắp trên nghe buồn làng rừng núi quê ta tưng bừng tiếng nhạc chén rượu chưa vơi đã xài chén rượu đời Tây Nguyên điệp trùng rừng xanh ta đó giữa mây trời lòng gió thương tan con chim cơ tia bay về rẫy bơ mà cháu cánh đi đưa duyên. Dạ hết. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những tình cảm thân thương mà bà con cô bác đã dành tặng cho Thanh Nhường và Trịnh Ngọc Huyền rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn.